mỗi đơn vị đoàn cấp tỉnh phối hợp với các đơn vị quân đội, công an, huy động nguồn lực tình nguyện thực hiện một số công trình phần việc thanh niên có giá trị về mặt kinh tế xã hội tại khu vực biên giới, hải đảo. Đây là một trong những nội dung trong kế hoạch số 118 về triển khai cuộc vận động nghĩa tình biên giới, biển đảo giai đoạn 2023-2028 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa mới ban hành. Trong đó, chú trọng xây dựng điểm sinh hoạt vui chơi cho các em thiếu niên nhi đồng, xây dựng các tuyến đường tuần tra cột mốc biên giới. Đoàn cấp tỉnh địa bàn giáp biên, ven biển hỗ trợ đồng bào dân tộc ít người, bảo tồn không gian văn hóa, kiến trúc, di sản vật thể và phi vật thể tại địa bàn cư trú. Hàng năm, đoàn cấp tỉnh thành lập được ít nhất một đội hình tình nguyện chuyên sâu gắn với chuyên môn nghiệp vụ của thanh niên, sinh viên, tăng cường các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông lâm ngư nghiệp cho người dân trong quá trình tổ chức hoạt động tình nguyện.